tất cả các bạn ha. Thì hôm nay là Khanh sẽ quay lại với một cái clip để chứng minh cái tầm quan trọng cũng như là cái vai trò của toner. Tại sao mà mình cần phải có cái bước toner, hay ở Việt Nam mình thì hay gọi là nước hoa hồng, nhưng thực tế là toner nó sẽ được chiết xuất từ rất là nhiều loại, không phải là cứ từ nước hoa hồng đâu. Cho nên trên thế giới người ta sẽ gọi chung nó là toner. Thì tại sao mà chúng ta phải cần có cái bước toner là cái bước đầu tiên trong cái quá trình dưỡng da của mình nha. Thì mọi người cùng theo dõi cái clip này của Khanh nha. Đầu tiên nhất là Khanh lấy một cái miếng bông sốt như thế này, miếng bọt biển mà để mình rửa chén á. Tại vì trên cái miếng bọt biển này nó sẽ có những cái lỗ li ti, nó sẽ giống như những cái lỗ chân lông trên da bề mặt của mình. Thì đây là một cái miếng mà Khanh mô phỏng giống như là cái da bề mặt của mình ha, là nó sẽ có những cái lỗ li ti như thế này. Thì như mọi người sẽ biết, với những cái lỗ li ti như thế này á, khi mà mình đổ nước, tức là những cái dạng mà lỏng á, nó sẽ thấm ướt nhanh hơn so với lại khi mà mình đổ những cái phần đặc, thì để mà nó thấm xuống dưới đây nó sẽ cực kỳ chậm ha. Đầu tiên nhất mọi người sẽ coi cái bông bọt biển này. Khanh có hai chai nước ở đây, là một cái ví dụ mô phỏng cho chai nước lỏng. Cái này là Khanh đổ nước vô thôi ha, một nước lỏng bình thường thôi, nó đặc trưng giống như là toner, là dạng cực kỳ lỏng. Và một cái chai là nước rửa chén ở đây, là nó sẽ đặc quẹo hơn, mọi người sẽ thấy ha. Đây chỉ là một cái clip mô phỏng để mọi người dễ tưởng tượng ra được là tại sao mà mình cần toner trong cái quá trình dưỡng da dưới tác động của vật lý nha. Khanh không nói về tác động của skin care, tức là thành phần dưỡng, mà Khanh đang nói về cái phần vật lý của nó thôi. Thì đây là cái da của mình. Đầu tiên Khanh sẽ đổ toner vô trước, là dạng nước lỏng vô trước vào một bên của da mình ha. Khanh sẽ đổ bên này. Ê, chết, sorry mọi người, Khanh đổ hơi nhiều. Nhưng mà mọi người sẽ coi là cái mức độ thấm nó cực kỳ nhanh luôn. Mình sẽ thấy trên bề mặt nó không hề có một cái vết gì luôn ha. Nếu mà sợ là chưa đủ, Khanh sẽ đổ thêm một xíu nữa. Đây, kỳ này sẽ đổ khéo hơn một xíu để cho nó không có bị đổ ra ngoài. Đấy, rồi mọi người sẽ coi Khanh vừa đổ lên mà nó thấm hết luôn. Đây, Khanh sẽ nghiêng rồi mọi người sẽ thấy nè, nó có vài giọt nó chảy ra là không? Là do nó đã thấm vào bên trong và nó chảy xuống bên dưới. Nhưng mà trên bề mặt hoàn toàn không có một cái vết nước luôn, mọi người sẽ thấy ha. Đấy, đó là với những cái phần mà lỗ li ti như thế này, thì những cái phần mà nước càng lỏng nó cái độ thấm nó xuống sẽ càng dễ và càng nhanh. Cái đó là lực hút của thủy tinh theo tác động của vật lý ha. Thì lỗ chân lông trên da bề mặt mình cũng vậy, nó rất là nhỏ, rất là li ti, với những cái phần mà càng lỏng nó sẽ càng thấm vào được nhiều hơn, nhưng mà phần mà càng đặc nó sẽ càng khó. Thì để chứng minh cho cái phần đặc á, thì hồi nãy là Khanh đã thoa nước ở bên này, bây giờ cái phần bên này nè thì Khanh sẽ để đổ cái nước rửa chén, tức là phần đặc hơn. Mọi người sẽ coi cái tốc độ thấm của nó ha, mọi người sẽ cùng xem nha. Khanh đổ một lượng lên luôn và mọi người sẽ coi nè, nó vẫn luôn còn ở trên đây. Khanh nghiêng thì nó sẽ chảy chứ nó không có thấm xuống giống như là nước ha. Đối với lại nước Khanh đổ là trên bề mặt hầu như không còn nữa luôn, nhưng mà đối với lại nước rửa chén mọi người sẽ coi nè, nó vẫn còn lấp lánh đây nè. Bên đây phần nước nè, hoàn toàn không có một cái gì trên bề mặt lấp lánh hết, nhưng mà bên nước rửa chén là nó sẽ chậm hơn đó. Bây giờ thì nó mới thấm dần xuống, tức là cái tốc độ thấm của nó sẽ cực kỳ lâu hơn. Nó phụ thuộc vào cái độ đậm đặc của cái thành phần dưỡng cũng như cái độ đậm đặc của cái chất mà mình sẽ đổ vào. Thì mọi người sẽ thắc mắc là vậy thì tại sao trong những cái kem dưỡng da người ta không có làm cho nó lỏng ra để nó tăng cường cái độ thấm vào da nhiều hơn. Thì có một cái lý thuyết rất là đơn giản như thế này: khi mà mấy bạn ăn chén súp á, nếu mà cái chén súp á mà nước nó trong veo, với lại bạn ăn một cái chén súp nó nước nó đục á, thì mình sẽ biết rằng tức là nước trong, tức là người ta chỉ nấu nước luộc lên xong người ta bỏ rau vào thôi. Nhưng nếu mà cái chén súp đó là có xương, rồi có hầm xương, có hầm thịt, có nhiều thịt đạm vào, protein vào, thì cái nước nó sẽ đục hơn và nó đậm đặc hơn. Thì thành phần dưỡng của mình cũng vậy, nếu mà nó càng loãng, nó càng trong á, thì những cái thành phần dưỡng, đa phần dưỡng trên da của mình sẽ là những cái nhóm vitamin, những cái nhóm chiết xuất từ dầu giống như dầu ô liu, những cái nhóm mà thành phần dưỡng như acid amin, rồi những cái thành phần dưỡng ẩm như là ceramic hoặc là hyaluronic. Thì vì những cái thành phần dưỡng nhiều và đặc như vậy cho nên nó làm cho cái nước của mình, thành phần dưỡng như là sữa dưỡng hoặc là những cái cream ở phía sau nó cực kỳ đặc, tại vì cái thành phần dinh dưỡng của nó cực kỳ nhiều. Còn toner nó chỉ đơn thuần là một cái nước dạng lỏng tạo thành một cái nguồn dưỡng súc, nó có thể pha với lại một vài những vitamin hoặc là một vài những cái hyaluronic nhẹ, thì nên cái nước của nó sẽ rất là lỏng, nó càng lỏng để nó càng thấm vào da. Khi nó thấm vào nó sẽ tạo ra những cái cục nước, thì khi mà mình thoa những cái thành phần dưỡng đậm đặc á, nó sẽ đi theo cái cục nước đó và nó thấm sâu vào trong da của mình. Vì vậy mà vai trò của toner nó rất là quan trọng, ở cái vai trò là nó sẽ là đường dẫn để cho những cái thành phần dinh dưỡng đậm đặc ở phía sau thấm sâu vào trong da. Rồi mọi người sẽ hỏi là tại sao những cái thành phần dưỡng như là sữa dưỡng, cream nó không làm ở dạng lỏng? Thì như Khanh đã giải thích, nếu mà nó lỏng nó sẽ không có nhiều chất dinh dưỡng, còn nó nhiều chất dinh dưỡng bắt buộc nó phải đặc. Mà khi nó đặc mà mình chỉ thoa trực tiếp trên da thì nó không có cách nào mà nó ngấm vào trong cái lỗ chân lông nhỏ như vậy được, tại vì cái lỗ chân lông nó quá bé, trong khi cái thành phần dưỡng nó quá đặc nó không thể chui vào được. Thì muốn như vậy nó phải có một cái cục nước dẫn của toner để những cái thành phần đặc nó sẽ tan theo cái cục nước dẫn đó để nó đi sâu vào trong da của mình.
Ngoài ra là với những bạn mà thắc mắc là khi mà thoa trực tiếp cái thành phần dưỡng lên trên da, có thể nó cũng có thấm giống như hồi nãy Khanh thoa cái nước rửa chén này nè, qua bên đây nè, thì nó sau một thời gian cũng sẽ thấm nhưng tốc độ rất là chậm. Thì mọi người hãy tưởng tượng là để trước khi mà nó thấm vào trong da tốc độ chậm như vậy, nhiều lúc là mình đã bị nhiễm khuẩn những cái khói bụi ở bên ngoài rồi, trong không khí rồi, nên khi mà nó thấm vào dưỡng là những cái khói bụi đó nó nhiễm vào trong cái đồ dưỡng, nó còn đi sâu vào trong da thì thật sự nó đâu có tốt. Cái thứ hai là khi mà nó càng ở trên bề mặt lâu thì cái tốc độ bốc hơi nước, thoát hơi nước nó sẽ càng nhanh, cho nên cái thành phần dưỡng của nó sẽ càng ngày càng cô đặc hơn nữa, nên khả năng nó thấm vào trong da sẽ càng ngày càng ít. Trường hợp mà xui hơn nữa là nó không thể thấm vào trong da, mình chỉ thoa lên mình cứ tưởng là mình đang dưỡng, nhưng mà qua hôm sau mình rửa mặt đi thì cái thành phần dưỡng nó lại trôi đi hết luôn, gần như là da mình sẽ không có bất cứ một cái dưỡng nào được thấm vào. Cho nên đây là một trong những cái ví dụ Khanh làm để Khanh minh chứng cho mọi người thấy là cái tầm quan trọng của việc là mình nên thoa cái toner, rửa mặt xong nên thoa cái toner, tức là dạng nước lỏng vỗ đều hết khắp mặt để nó tạo thành những cái cột dẫn nước vào trong những cái lỗ chân lông. Sau đó mình mới thoa những thành phần sữa dưỡng, serum hoặc là kem dưỡng để nó tăng được cái hiệu quả tính thấm của những thành phần dưỡng sau đó. Nên mọi người chú ý nha. Bye bye.